Xin chào mọi người, mình tên là Triệu Thị Liễu, mình năm nay 57 tuổi và mình sống ở Quảng Ninh, và mình là bác sĩ, giảng viên trường Cơ sở Y tế Quảng Ninh. Khi mà chị về hưu ấy, thì chị cũng về chăm sóc bố mẹ, bố mẹ rất là yếu. Thế và khi mà chị tìm được cái sản phẩm mà chị được một bạn ở trong trong cái hệ thống của mình này, bạn ấy giới thiệu về cái dạng dòng sản phẩm Wellness. Thế và mình đã sử dụng cái đó cho bố mẹ mình. Thế và mình cũng như chia sẻ bữa trước ấy, là bố mẹ mình cái hiệu quả rất là tốt. Mình là bác sĩ và mình cũng đã dùng rất là nhiều loại thuốc để chăm sóc các cụ, nhưng mình thấy cái hiệu quả mình không như mong muốn. Thế khi mà mình dùng cái sản phẩm này thì mình thấy cái hiệu quả nó rất là tốt. Đấy, bố mẹ mình khỏe và các cái chức năng ấy gần như là hoạt động được bình thường. Thế là mình thấy cái chất lượng của cái sản phẩm đó. Thế là mình cũng muốn là nhân cái cơ hội này là mình sẽ làm cái công việc này, và mình cũng sẽ chia sẻ với rất nhiều người để cho mọi người đều có cái cơ hội được sử dụng cái sản phẩm tốt. Đấy, và cho đến bây giờ phút này thì mình mới thấy là thật sự nếu như mọi người mà hiểu được đúng ý nghĩa của cái câu chuyện này thì thấy là vợ chồng Nguyễn Hải Châu Hiền ấy là người đã mang cái sức khỏe đến cho, phải nói là đến cho cộng đồng. Và sau này ấy, thì mình nghĩ rằng là cái sản phẩm này càng phát triển thì sức khỏe của cộng đồng này càng khỏe. Đối với mẹ mình ấy, thì là bà lại rất là béo. Bà cao có 1m45 nhưng mà bà cũng nặng tới 64 cân. Thế và bà thường xuyên bị đau đầu gối, sưng đầu gối. Thế và cái trọng tải của cơ thể nén lên cái đầu gối là bà lại càng bị nặng hơn. Và mình nghĩ là phải có cái sản phẩm nào đó để mà vừa giảm cân an toàn cho bà và lại chữa được cái đầu gối của bà. Thế lúc đấy là mình cũng rất là suy nghĩ để tìm tòi. Thế và bố thì lại quá gầy. Bố thì cao nhưng mà lại gầy. Thế giờ lại có cái sản phẩm nào vừa giúp được cho ông tăng cân. Đấy, bà thì giảm cân nhưng mà lại an toàn. Đấy, ngày đó thì khi mà mình lên mạng thì cũng tìm rất là nhiều. Thế sau cũng cái lần vô tình thì mình cũng được tư vấn về cái sản phẩm này ấy. Thì mình thấy rằng là cho cụ bà uống trước. Thế sợ 2 tuần thì bà đang không đi được. Ở trong nhà chỉ có đi lần tường rồi là đi trong nhà thôi. Thế đầu gối thì sưng to lên. Thế sau đó thì dùng rất là nhiều thứ thuốc. Vì các bạn biết là Tây y dùng cái thuốc giảm đau của Tây y thì lại rất là hại dạ dày. Xong rồi lại cũng lại không tốt cho thận. Thế và mình thấy nó cũng không ổn. Và đặc biệt là trong cái thuốc Tây y nó có cái corticosol lại là nó làm cho loãng xương nữa. Thế thì chữa được cái bệnh này thì có khi lại tội cái bệnh kia. Thế nên là mình đã quyết định là khi mà được bạn Dương Thắm, bạn ấy tư vấn về cái vòng Wellness này thì mình đã cho bà dùng. Thế chỉ xong 2 tuần dùng thôi thì thấy bà đã có cái cảm giác là bà bảo mẹ thấy khỏe, cho mẹ ra sân để mẹ tập. Đấy. Thì mình thấy là đấy là cái hiệu quả của cái dòng sản phẩm này. Lúc đầu thì cũng không để ý lắm đâu. Thế nhưng khi thấy như thế thì mình bắt đầu mới lại chú ý đến cái sự thay đổi của bà. Thế là sau đó một tuần nữa thì bà đòi ra ngoài cổng, ra đi bộ ra nhà hàng xóm. Thế và bà dùng đúng 4 tuần, tức là 1 tháng này, thì là bà tôi đã đi đi bộ được khoảng tức là nửa cây, tức là đi lại được khoảng nửa cây. Thế và sau đó thì cho đến bây giờ thì bà ngoại mình đã đi quanh làng, tức là nếu mà tính cái cung độ đường thì phải khoảng được khoảng 1.5 cây gì đó. Yeah. Còn với bố mình ấy thì bà còn có một cái nữa là bà lại giảm cân, tức là sau khi dùng được 4 tháng thì mình thấy là bà giảm 6 cân. Đấy, dùng cái sản phẩm này là bà được giảm 6 cân. Còn với ông á, thì ông thì là cái chế độ uống để tăng cân hay là ông uống sau ăn nửa giờ thì ông ấy tăng ít hơn, là vì ông vẫn còn ăn ít, cho nên là ông tăng được có chưa đến 3 cân. Nhưng ông dùng sau bà hơn 1 tháng. Dạ. Còn
chị dùng wellness như thế nào, rồi chị cảm nhận cái wellness ra làm sao? Ừ, hôm nay thì mình xin chia sẻ với mọi người một chút là như này. Mình thì là lại có một cái bệnh như y học thì gọi đấy là bệnh của tim, tim mạch. Tức là mình bị một cái hội chứng người ta gọi là hội chứng cổ ken ấy. Tức là thừa một cái dây thần kinh trong tim. Thế và khi có tuổi rồi ấy, thì là thỉnh thoảng nó có những cái hiện tượng là nhịp tim đập rất là nhanh. Đấy, và cảm giác như mình ngột ngạt, mình khó thở ấy. Đấy, thế nên là khi mà tháng 8 2017 ấy, thì mình đã đi tức là bệnh viện tim mạch trung ương thì đã được can thiệp, tức là đốt, tức là đưa các cái dụng cụ vào trong buồng tim ấy, để đốt, bây giờ gọi là mổ nội soi. Ngày xưa thì không có cái đó, nhưng bây giờ thì đơn giản hơn, người ta gọi là can thiệp tim mạch. Thế và mình đã đốt. Thế nhưng mà cái hiện tượng sau khi đốt ấy, thì mình vẫn còn có thỉnh thoảng vẫn có cái cơn nhịp tim nhanh và cũng cứ ngột ngạt khó thở. Thì mình cũng biết là cái sau cái phẫu thuật ấy, thì mình phải khoảng vài tháng thì cái hiện tượng đấy nó sẽ đỡ dần. Thế và cũng có thầy thuốc nói là cũng có người không hết, thế nó vẫn còn tồn tại, thỉnh thoảng lại bị. Thế nhưng mà rất là may khi mình thấy cái sản phẩm này bố mẹ mình dùng đều rất là hiệu quả, thế là mình cũng dùng. Rồi khi mình dùng thì mình thấy là 2 tuần 3 tuần thì thấy cái cơn khó thở đấy, cái cơn nhịp tim nhanh nó thưa dần, và cho đến giờ phút này thì nói thật là mình cũng không thấy cái hiện tượng mà hồi hộp khó thở ấy nó trở lại. Rồi mình rất là cảm thấy là vẫn còn đó. Không, cái vẫn còn, có lẽ là đấy là cái trạng thái tinh thần khi mà cái yếu tố tinh thần đấy. Cảm thấy cái dây thần kinh nó vẫn còn can thiệp, thành ra chị vẫn thấy hồi hộp và có khó thở. Có một chút đấy ạ. Chị chia sẻ các anh chị nghe được rồi đó, thì tại vì chị Liễu là đã nghỉ hưu rồi nha các anh chị. Trước đây thì chị Liễu thì có làm trong bệnh viện cũng như là giảng viên của trường Cao đẳng y của tỉnh Quảng Ninh. Nhưng mà bây giờ thì chị hưu rồi, thì khi mà chị hưu á thì chị mới biết đến Oriflame, mà nãy giờ chị có tâm sự chuyện đời và chuyện nghề đó. Thì cả nhà được nghe rất là nhiều, em đang theo dõi ở cái comment. Thì ở trên này á là có rất là nhiều người là đồng nghiệp của chị, tức là họ cũng là bác sĩ, ví dụ như là Ngọc Cẩm nè, rồi Quỳnh Anh nè, Đăng Khoa nè, rồi Trân cái gì Bảo Trân nè, nói chung nhiều lắm á. Thì họ mới nói rằng là chị chia sẻ cái câu chuyện về wellness, từ ba mẹ chị sử dụng wellness đã cải thiện sức khỏe như thế nào, rồi cái câu chuyện của chị như thế nào. Nhưng mà bây giờ chị sẽ nói về cái thành phần của cái Wellness 1 mình nó hay như thế nào đi. Cái thành phần của Wellness 1 mình đó, nó hay như thế nào, chị chia sẻ với mọi người, cũng như là cái nguồn gốc mà sản xuất cái sản phẩm Wellness 1 này. Thì với vai trò là một y bác sĩ đó, thì chị đánh giá như thế nào về cái sản phẩm Wellness 1? Theo chị ấy, thì là chị thấy như thế này này, cái sản phẩm Wellness 1 của mình ấy là có cái nguyên liệu của nó hầu hết chủ yếu vẫn là gì? Đậu Hà Lan, mà các bạn biết là đậu Hà Lan này được gọi là nó là cái protein nhiều nhất, nhưng mà trong ngành y người ta gọi đấy là cái sản phẩm thịt của các loại rau quả ấy. Vâng, thế là nhưng mà mình gọi là đạm thực vật. Đấy. Thế có trứng, có sữa, có quả tầm xuân, có táo xanh, táo đỏ. Đây là những cái nguyên liệu mà cái đường đó, cái đường qua để sản xuất lên cái sản phẩm của mình. Thế và các bạn biết là các cái nguyên liệu này cũng được trồng và cũng được giám sát về các cái yếu tố về môi trường, nên là rất là an toàn. Thế và nó được xuất xứ từ cái ông giáo sư tim ở Thụy Điển ấy, là người mà ghép tim đầu tiên thành công ở Thụy Điển. Ông đã nghĩ ra được cái công thức này và ông đã nghiên cứu thực nghiệm suốt hơn 7 năm.
và mới ra được cái dòng sản phẩm này. Thì các bạn biết là cái sản phẩm của mình nó tuyệt vời như thế nào, và thực sự mà nói là nó có giá trị với tim bệnh nhân, và đặc biệt đối với bệnh nhân mổ ghép tim hay là các cái bệnh nhân về phẫu thuật tốt như vậy. Tức là trước khi sử dụng, trước khi người ta lên mổ đã được sử dụng cho đến sau khi người ta mổ, thì người ta thấy rằng những cái bệnh nhân này ấy, là cái cải thiện cái tình trạng sức khỏe tốt lên rất là nhanh so với những người không dùng. Thế không có lý do gì mà ở Việt Nam chúng ta lại không biết đến cái sản phẩm này. Đấy, theo mình thì là cái sản phẩm này nó rất là tốt và nó có một cái xuất xứ cũng rất là tuyệt vời như vậy. Và các bạn biết cái sản phẩm này còn được được nhà nước đây là được cấp bằng sáng tạo đấy ạ, được cấp bằng sáng tạo và còn được là gọi là sản phẩm vàng của ở Việt Nam mình đấy, có cái chứng nhận đấy. Các bạn là theo mình thì nên sử dụng cái dòng sản phẩm này, không phải riêng cho bệnh nhân ạ, cho tất cả các đối tượng, bởi vì trong cái thành phần này là nó gọi là cái dòng sản phẩm nó cung cấp bổ sung dinh dưỡng nhưng mà lại cân bằng tự nhiên cho cơ thể. Tức là khi nó vào trong cơ thể thì nó tác dụng làm cân bằng các cái hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể. Bởi vậy cho nên nó có cái giá trị tăng cường sức khỏe rất là tốt. Và nó hỗ trợ cho tất cả chúng ta để chữa rất là nhiều bệnh. Nó hỗ trợ nha các bạn, cứ không phải là nó điều trị được cái bệnh đó hay là mà nó là cái thực phẩm bổ sung để hỗ trợ cho cái công việc điều trị rất là nhiều bệnh. Đấy, và các bạn biết là trên thực tế thì đã có rất là nhiều người sử dụng và họ thấy rằng là cái sản phẩm của mình nó giá trị nâng cái hiệu quả điều trị của thuốc lên rất là nhiều. Như vậy thì với một cái sản phẩm mà được nhập về từ Đức á, tức là được sản xuất tại Đức á, thì chị đánh giá như thế nào về một cái quốc gia tầm cỡ như vậy khi mà sản xuất cái dòng sản phẩm này, và chúng ta là người tiêu dùng thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm này sẽ yên tâm như thế nào thưa chị? Theo mình ý, thì mình nghĩ như thế này này, các cái sản phẩm thực phẩm mà được sản xuất từ châu Âu ấy, và đặc biệt là Đức hay Anh, là họ đòi hỏi cái tiêu chuẩn và cái tiêu chuẩn chất lượng ấy rất là cao. Đấy, vì người châu Âu người ta rất quan tâm đến sức khỏe, người ta cho nên người ta rất quan trọng cái việc mà các cái thành phần có trong cái sản phẩm. Đấy, và khi mà một cái sản phẩm được sản xuất ở đó, chắc chắn là cái tiêu chuẩn sản phẩm của họ là rất là tuyệt vời, rất là tốt rồi. Cho nên tôi rất là tin dùng cái sản phẩm này. Đấy. Còn những cái sản phẩm khác thì tôi nghĩ là tôi cũng chắc là tôi không bao giờ tôi nghĩ đến cái chuyện là dùng cái sản phẩm khác được. Tôi sẽ dùng cái sản phẩm này. Và khi mà chị trải nghiệm cái Wellness Park Woman á, quan sát viên á, thì chị cảm nhận về cái sản phẩm này như thế nào? Trong cái sản phẩm của Wellness viên này, cứ nói viên này cho thì là các bạn biết là nó có 4 viên nhưng mà có 3 loại. Trong đó có omega 3 và có vitamin tổng hợp, có một viên vitamin tổng hợp và một viên apastin. Thì các bạn biết là apastin ấy là cái loại tức là chống oxy hóa mạnh nhất. Nó chống gốc tự do mà, nó gọi là chống lão hóa mạnh nhất so với tất cả các cái sản phẩm chống lão hóa. Thế các bạn biết là mình đã được sử dụng cái sản phẩm này là đã là nhất rồi. Thế còn cái omega 3 của mình cũng là cái omega 3 hiện nay đang được gọi là tốt nhất. Đấy, tốt nhất từ sản xuất, tốt nhất từ các cái nguyên liệu. Và các bạn biết omega 3 các thông thường thì dân gian mình cứ gọi là cái viên dầu cá. Thế nhưng mà trong cái viên này thì mình thấy này, trước đây thì mọi người chỉ nghĩ là nó tốt cho mắt, nhưng mà không phải như thế, mà nó không những tốt cho mắt, nó tốt cho thần kinh. Là vì cái thành phần của omega 3 có 3 loại axit béo an toàn, không phải là cái loại mà có mỡ đâu ạ. Nó gọi là axit béo nhưng mà chưa non.
Đấy. Thế nên nó rất là an toàn. Thế và nó tác dụng chủ yếu là nó tạo các cái màng tế bào ạ, nó là cái thành phần cấu tạo màng tế bào, nó hỗ trợ cho cái hoạt động chức năng của cái tế bào đó. Và các bạn biết là trong cái cơ thể chúng ta thì được cấu tạo hoàn toàn từ rất nhiều nhiều tế bào, đấy, hàng tỷ tỷ tế bào đúng không ạ, và nó đều được cái omega 3 để tác dụng. Vì thế mà ở cái cơ quan nào, cái bộ phận nào có tế bào của mình thì đều được hỗ trợ về cái chức năng của nó đều tốt. Đấy, bởi vậy mà tại sao nó có cái giá trị gọi là tăng cường sức khỏe như vậy. Thế và đặc biệt là người ta thấy rõ đó là ở thần kinh, não, mắt và mạch máu. Và omega 3 ấy, vì thế cho nên có rất là nhiều tác dụng, đặc biệt như là cái tác dụng chống đột quỵ. Rất là nhiều người chưa hiểu cái chống đột quỵ. Chống đột quỵ có nghĩa là gì ạ? Trong cái omega 3 của chúng ta nó có cái thành phần làm giảm cái độ nhớt của máu, hay nó còn làm chống cái dính kết tiểu cầu, tức là làm cho cái cục máu đông ấy, ở trong lòng mạch. Nó rất là nguy hiểm cho tim, thì nó ở tim nếu mà có một cục máu đông ấy, thì nó sẽ gây nên một cái nhồi máu cơ tim. Hai nữa là ở trên não ấy, thì cũng có thể gây nhồi máu não hoặc là phình vỡ mạch não. Đấy, thì người ta dùng cái này thường xuyên sẽ phòng chống được đột quỵ. Đấy, thì cái này rất là quan trọng, hiện nay cái bệnh này nó rất là nhiều. Đấy, thế và các bạn thấy là đương nhiên rồi, người già của chúng ta dùng cái này ấy, thường xuyên thì sẽ chống được cái gì ạ? Tức là nó sẽ chậm dài hơn cái việc mà bị lão hóa cái thần kinh thị giác. Đấy, đặc biệt là cái chức năng nhìn phải không nhỉ? Thế còn trẻ em thì nó dùng cái này thường xuyên sẽ hạn chế được cận nhức mỏi mắt này. Đấy, cái cho nên là đấy tốt về mắt này, tốt về thần kinh này, tốt cho não này, tốt về mạch máu này. Đặc biệt nữa đó là nó còn tốt cho hệ tiêu hóa nữa. Đấy, cho nên là chữa được cả đau dạ dày, nó như là chữa, mà tôi nói như thế này này, nó nhẹ thì nó hết. Đảm bảo là cái tế bào của mình nó hoạt động tốt thì cái dòng sản phẩm của mình ấy là dùng kết hợp, nó có giá trị tăng cái hiệu quả lên rất là nhiều. Đấy, bởi vì thế mà nhiều người cứ tưởng là nó là thuốc để chữa bệnh, nhưng mà xin thưa với mọi người đó là cái tăng cường sức khỏe mà nó giúp cho cơ thể của chúng ta chống đỡ được bệnh tật. Khi mà em được nói chuyện với chị á, thì em mở mang cái kiến thức mình ra rất là nhiều, mà cả nhà mình cũng thấy rồi. Khi mà chị Liễu ví dụ như là nói chuyện trước để thầy coi bao nhiêu ngàn thành viên nha, nhưng mà nói chuyện trước tất cả các anh chị á, thì chị rất là run. Nhưng mà các anh chị để ý á, khi mà mình nói chuyện chuyên ngành á, thì chị nói chuyện kêu bằng là thao thao bất tuyệt, và các anh chị học hỏi được từ chị rất là nhiều. Chị chia sẻ về cái astaxanthin có cái mức độ chống lão hóa gấp nhiều lần so với là những cái sản phẩm cùng loại. Rồi cái omega 3 nó quan trọng như thế nào, nó hỗ trợ cho mắt, nó hỗ trợ cho hệ thần kinh, nó hỗ trợ cho hệ tim mạch, nó hỗ trợ cho hệ tiêu hóa, nó hỗ trợ cho hệ tuần hoàn. Nói chung là nó hỗ trợ rất là nhiều, và omega 3 là cái sản phẩm mà thật sự rất là cần thiết cho cái sức khỏe của cái người sử dụng. Hồi nãy chị chia sẻ còn thiếu một thành phẩm, đó là cái viên vitamin. Viên vitamin đúng rồi đấy. Dạ. Cái viên vitamin thì mọi người biết là trong cái viên ấy nó có 13 loại vitamin và 8 loại khoáng chất đều rất là thiết yếu. Thế và trong cái chế độ ăn hiện nay của người Việt Nam là gần như là không bổ sung đủ. Bởi vậy cho nên cái viên vitamin này là cái viên mà giúp chúng ta bổ sung được đủ cái lượng cần thiết cho cơ thể. Và các bạn biết là thiếu một loại vitamin nào đều cũng không ổn, đều cũng mắc bệnh cả. Thế bởi vậy mà cái việc bổ sung vitamin thường xuyên là rất là quan trọng. Bởi vì vitamin nói chung là đặc biệt là nó hỗ trợ cho cái hệ miễn dịch của cơ thể. Đấy, nếu mà không có đủ vitamin thì cái sức kháng thể của cơ thể nó sẽ kém và rất là dễ mắc bệnh. Thông thường thì các bạn thấy là thiếu vitamin C thì cứ chảy máu chân răng này, thế và các cái da của chúng ta nó lột da ở bàn chân bàn tay này. Thế rồi vì thiếu vitamin A thì cũng lại bệnh mờ mắt này. Rồi D thì các bạn biết là còi xương suy dinh dưỡng, rồi khô tóc, rồi là
cái mõm là nó sẽ rất là mỏng và nó rất dễ gãy, tóc thì dễ khô và rụng đó. Thì đấy là thiếu vitamin C, hay là thiếu bất cứ cái loại vitamin nào hoặc khoáng chất nào cũng có thể làm cho cơ thể của chúng ta không ổn. Bởi vậy cái cung cấp thường xuyên rất cần thiết đối với cái viên vitamin. Vâng, thì khi mà được nói chuyện với chị thì em mới biết được là những cái loại vitamin C, vitamin A, vitamin B, vitamin D nó hỗ trợ như thế nào, và thật sự là tất cả những cái loại vitamin nó vô cùng cần thiết cho cái người sử dụng. Và giống như là không biết, giống như là biết thì không sợ số chị ha, còn mà khi mà với vai trò mà chị là một bác sĩ thì chị nhận định rất rõ về cái tầm quan trọng của cái bảo vệ sức khỏe như thế nào, cũng như là cái dinh dưỡng như thế nào đó, để mà mình duy trì cái sức khỏe của mình. Thành ra các anh chị nhìn thấy chị Liễu năm nay là hơn 50, 57 tuổi. 60 rồi. 57. Vâng, 57. 57. 60 rồi. À, chị 57 mà các anh chị thấy chị rất là khỏe, và chị ngồi ở nhà chị có thể kéo cái chân lên trên tay luôn được luôn, như nè kéo thẳng lên cái chân lên, mà chị rất là dẻo dai tại vì chị tập yoga đó. Thì cái việc mà tập luyện với lại sử dụng wellness thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho vấn đề về sức khỏe. Như vậy với vai trò chị là một bác sĩ đó, thì làm sao để là mình có phải biết nhận định được một cái người đó họ khỏe hay họ không khỏe, ví dụ như em chẳng hạn. Thứ nhất là cái người khỏe thì các bạn biết rồi, rất là nhanh nhẹn, rất là hoạt bát, rất là thông minh. Đấy, thế thì còn cái người mà yếu thì là ngay kể cái hoạt động bình thường họ cũng thấy mệt mỏi rồi ấy, thì nhìn họ là thấy uể oải. Thế nhưng mà mình thấy như thế này này, đến với lại cái công việc hoặc là đến công ty của mình ấy, nếu đến cái chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh, mình thấy là tất cả mọi người phải nói là vô cùng là trông mọi người năng động lắm. Thậm chí các bà chữa người ta không biết mệt, người ta làm việc qua trưa đấy mà không thấy biết mệt gì cả, không nghỉ trưa, không có nghỉ trưa đâu ạ. Thế là nhờ, mình nghĩ là nhờ cái dòng sản phẩm này đấy, cho mình thấy là cái sức khỏe của chúng ta là rất là quan trọng đấy. Chúng ta có sức khỏe thì chúng ta ước cái gì cũng được đấy, thì nhưng không có sức khỏe thì lúc đấy thì chỉ ngồi ước mỗi ngày khỏe. Không, chỉ mình có 200 mb mình phải ước cái gì cũng được, chứ mà không có 200 mb mình ước cũng được. Đúng, chính xác. Đấy, đối với công việc này thì mình nghĩ là 200 mb thì thực ra nếu như nói một cái công ty kinh doanh ấy mà nói có 200 mb với lại cái dòng sản phẩm này thì chỉ có 2.340.000 thì quá là đơn giản. Đấy, thế thì mình lại còn được ước nhiều thứ nữa, vừa khỏe này, vừa ước được nhiều thứ, vừa có tiền, vừa được đi du lịch, lại có nhà đẹp nữa, lại có xe đẹp nữa. Thế thì mọi người hãy cố gắng đi. Đấy, tất cả chúng ta đều cố gắng hoàn thành 200 mb vào đúng ngày 1 đầu tháng. Dạ, đúng rồi. Và sau đó thì chúng ta làm cái cuộc tập trung toàn bộ lực để làm công việc hai, để chúng ta mới phát triển đội nhóm, thì chúng ta mới có doanh thu và chúng ta mới có lương. Đấy, rồi chúng ta mới có ước được nhiều thứ. Dạ vâng, như vậy thì em đã trò chuyện với chị về cái câu chuyện về wellness mà chị chia sẻ cho mọi người họ hiểu hơn về cái wellness đó. Thì dưới góc nhìn vai trò chị là một tư vấn viên, chị là một leader, thì chị cảm nhận cái giá trị của công việc này đem lại cho mọi người như thế nào ạ? Mình thấy cái công việc này thực sự mà nói là, như lúc đầu mình nói là các bạn biết, thứ nhất là không có áp lực về công việc, về không có sự tức là ép dồn từ cấp trên. Các bạn làm là do bản thân mình. Đấy, mình nỗ lực thì mình có lương và mình có thu nhập. Còn mình không làm thì đương nhiên là sẽ không có thu nhập. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất, là cái quyền lợi mà chúng ta được biết là chúng ta phải thu nhập. Thứ hai là các bạn đã có cái cơ hội để quen biết rất nhiều người trong các bạn tăng cường cái giao lưu. Các bạn có thể biết được toàn, như ở Việt Nam mình là gần như là toàn quốc quảng nhận trong cái đội ngũ của Liễu. Các bạn ở rất là cách xa nhau, thế nhưng mà khi mà làm cái công việc này thì lại rất là thân thiết.
nó rất là đoàn kết. Đấy. Thế là các bạn biết là còn cái cơ hội nữa, các bạn nhận được rất nhiều cái giá trị của Oriflame mang lại cho các bạn. Đấy. Thì mình thấy là cái công việc này có lẽ cho đến bây giờ mình nghĩ là cái công việc tuyệt vời nhất trong tất cả các cái công việc, kể cả là nghề y, nhưng mình cũng thấy không tuyệt vời được như thế này đâu ạ. Dạ. Chị nghĩ sao về những cái giá trị mà Oriflame mang lại, ví dụ như là chương trình tiền thưởng nè, thu nhập nè, thưởng xe máy nè, rồi thưởng nhà nè, hay là đi du lịch trong nước ở ngoài nước đó, thì chị nghĩ sao, chị nhận định như thế nào về những cái chương trình đó? Chị thấy đây là thực sự mà nói là giá trị tiền thưởng ấy, là của công ty mang lại là nó là vô cùng là tuyệt vời. Yeah. Vì là cũng như mình thôi, đơn giản là ao ước có lẽ cũng vì công việc này Liễu mới biết đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đấy, đây là một cái mà Liễu thấy cảm nhận được, đó là giá trị mà đến với công việc rồi. Thế và bằng từng này tuổi rồi nhưng mà Liễu cũng được biết thêm rất là nhiều các cái kỹ năng sử dụng điện thoại này, kỹ năng sử dụng vi tính này. Yeah. Rồi các cái kỹ năng giao tiếp ở trên Facebook đấy, là cũng được học hết. Đấy. Mình thấy rằng là cái quyền lợi ấy cũng rất là có giá trị. Yeah. Và đặc biệt là khi mà chị nhìn thấy những cái leader mà họ có thu nhập 100 triệu, 200 triệu sau một năm họ làm việc thì chị cảm nhận như thế nào? Đúng là một cái ao ước. Yeah. Ao ước. Có lẽ là mình ở tuổi này rồi ấy, thì mình cũng biết là mình có hy vọng là để được đến phấn đấu như các bạn, như mình kêu gọi tất cả các bạn trẻ, các bạn hãy cố gắng nỗ lực hết mình cho cái công việc này, thì các bạn sẽ có được cái thu nhập mà như các cái leader của chúng ta có tới hàng trăm triệu. Như ngồi cạnh tôi là anh Nguyễn Hải, anh ấy có tới việc tới 30.000 mình gọi là USD. Đấy, lương không có, tức là ở Việt Nam mình chưa có người nào có được cái thu nhập này đâu ạ. Không nhỉ? Mà công việc thì đấy các bạn biết rồi, cũng hoàn thành 200 VP. Đó. Đấy, chỉ có 200 VP thôi nhưng anh chị đã có việc có một cái thu nhập tuyệt vời như vậy. Nên là mình muốn tất cả các bạn trẻ, các bạn còn rất là nhiều cơ hội để các bạn phấn đấu cho công việc này. Thế còn với Liễu ấy, thì Liễu cũng sẽ phấn đấu đến khi nào mà không làm được nữa thì có lẽ lúc đấy xin thừa kế cho con cái. Các anh chị cũng động viên cho chị Liễu hay là cô Liễu, tại vì hồi sáng này thì lên công ty thì Hải có mời cô Liễu quay trở lại chia sẻ. Mà hôm qua là Hải đã có nói rồi, là cô Liễu có xem livestream rồi, có hôm qua cô đã biết là Hải thế nào, sáng nay Hải cũng khiều cổ. Thì cô mới nói như vậy là Hải ơi, Hải cho chị một cái cơ hội được không, là khi nào mà chị lên 21 rồi chị qua chị chia sẻ, chứ bây giờ tháng này chị mới có 18% à, chị ngại, chị không dám lên chia sẻ với mọi người đâu, tại vì chị sợ lắm. Thì các anh chị cứ động viên cho chị Liễu hay là cô Liễu để cho chị nỗ lực, bởi vì các anh chị nhà mình là một gia đình mà. Thật ra cái gì vui mình cũng nói cho nhau nghe, cái gì buồn mình cũng nói cho nhau nghe. Thật ra em nghĩ rằng là cái cơ hội Oriflame cũng như là mọi người cũng đều biết đó, là dành cho tất cả mọi người, già trẻ bé lớn đó, là ai cũng được có cái cơ hội như nhau. Thật ra chị hôm qua nên nếu mà chị có tham dự cái buổi họp online của em ngày hôm qua thì chị biết rằng là với cái quy trình 3 tháng mà 21 á, với cái là mình tuyển 3 người trực tiếp mình dạy cho họ 3 tháng lên 21 á, thì em nghĩ rằng là trong khoảng 36 tháng tối đa là chị đã lọt vào được cái hội đồng lãnh đạo Oriflame toàn cầu rồi. Như vậy thì công thức mình đã có rồi, phương pháp mình đã có, và em là người dẫn đường cho tất cả mọi người, trong đó có chị. Thật ra cái vấn đề ở chị á, chị cần có một thứ mà chị nên mang nó lên trên hành trang của chị, đó là niềm tin. Chị cứ tin rằng mình làm được thì chị sẽ làm được.
các bạn trẻ đi ba bước thì chị đi 2.5 bước, thì cố gắng đừng có đi 2 bước nha, tại vì cố gắng để mình đi theo họ thì em nghĩ rằng là chị sẽ làm được về điều đó. Cái lời động viên á, mà tại vì đây là khách mời mà các anh chị để em mời được chị rất là khó đó, thì cái lời động viên mà em dành cho chị ngày hôm nay đó thì chị đừng có đặt cho mình bất cứ một cái giới hạn nào cả. Chị hãy nhớ được cái lý do mà chị vào Sài Gòn. Chị còn nhớ là chị xem livestream của ai mà chị vào Sài Gòn không? Của ai à? Của Hải. À, dạ đúng rồi, livestream của em, nhưng mà cái câu chuyện của ai mà chị quyết định là chị vào Sài Gòn? Câu chuyện của bạn Bình Trang Hải Phòng. Đúng rồi, bạn Huyền Trang đó, Nguyễn Huyền Trang thì phải. Bạn ở Hải Phòng, bạn đem con cái của bạn vào, thì chị nghĩ là tôi có mình tôi ở Quảng Ninh, không lẽ tôi vào không được, thì chị đã khăn gói từ Quảng Ninh chị vào Sài Gòn. Lần đầu tiên chị vào chị không biết ai hết, chị lạ nước lạ cái, rồi chị sợ thế này chị sợ thế kia, rồi chị tiếp cận được em thì chị thấy sao? Chị rất là bất ngờ. Lúc đầu là chị sợ lắm, khi mà họ bảo vệ lên ấy, bảo vệ bảo không phải ngồi ở đây để chờ, thế thì chị ngồi chị cứ run thôi, run mà đến mức độ 10 đầu ngón chân 10 đầu ngón tay nó tê. Thế nhưng mà đến khi mà lên mọi người cũng động viên là thôi cứ lên chờ, đây là khi lên mà gặp thì chị rất là bất ngờ là hai vợ chồng Nguyễn Hải Châu Hiền thì quá là tình cảm, thế và tự nhiên những cái sợ sệt của mình nó hết luôn. Thế là mình thấy đúng đúng là chị đến với lại cái Oriflame này thì chị thấy đúng là một cái gia đình mà có lẽ đúng như người ta nói là gia đình thứ hai. Mà đúng là Hải và Châu Hiền đã làm cho chị thay đổi rất là nhiều cái quan điểm, cái suy nghĩ. Thế và đúng là đến bây giờ thì chị cũng thấy là đúng, mình cần phải có niềm tin. Và mình phải nỗ lực trong công việc. Chị đầu tiên thì đúng là chị chưa đủ cái niềm tin, là vì chị nghĩ chị già. Chị già rồi chị. Dạ đâu, già chứ không già. Đấy là chị suy nghĩ đấy. Ở bên ngoài thôi chứ mà tâm hồn mình vẫn trẻ. Đến như giờ phút này thì có lẽ là Hải với lại Châu Hiền đã động viên chị, và phải nói là như là đã đưa được cái động lực sang cho chị, để cho chị cố gắng, chị phấn đấu và không nghĩ là mình già thì mình không làm được. Dạ đúng rồi, tại vì tất cả mọi người đều như nhau mà, em cũng có 200 mb thì chị cũng có 200 mb, đúng không ạ? Đó là chị phải nhớ được cái lý do mà vì sao mà ở Quảng Ninh mà chị vào đây, rồi chị phải thuê phòng trọ để chị ở, rồi nói chung là có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà chị vẫn không nói với ai hết, chị cứ lặp lũi chị làm. Thật ra em tin rằng là em cũng như là mọi người cũng như đội nhóm của chị sẽ ủng hộ cho chị, bởi vì chị thấy được rằng là môi trường này đúng là một cái cơ hội tuyệt vời dành cho tất cả mọi người. Vâng, thì để trước khi mình kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đó chị, thì với vai trò chị là một bác sĩ thì chị khuyên các bạn tư vấn viên nên bảo vệ sức khỏe của mình cùng với OneApp như thế nào, cũng như là tại sao mà mình cần phải bán 200 mb đối với một sản phẩm OneApp, chị cho họ lời khuyên. Với các bạn tư vấn viên ấy, thì nếu có một lời khuyên như thế này, chúng mình muốn làm việc nỗ lực và các bạn muốn phấn đấu để sau này các bạn ngày càng phát triển hơn nữa ấy, thì đầu tiên đó là sức khỏe. Và sức khỏe thì các bạn biết rồi, mình kinh doanh cái dòng sản phẩm này thì không lý do gì mà mình không sử dụng. Mình sử dụng để mình khỏe mà, mình khỏe để mình còn làm việc. Đấy, thì đương nhiên mà các bạn đã sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn đâu có phải đi bán hàng. Các bạn có một bộ mà các bạn dùng rồi, không phải đi bán hàng nữa. Đấy, cũng như nữa thôi, nếu cũng không phải đi bán hàng. Thế mà dành toàn bộ cái sức khỏe của mình để lo công việc hai, thì để cho mình phấn đấu được hơn. Thế mà các bạn biết là tại sao mình dùng cái dòng sản phẩm này, mà các bạn đi dùng cái sản phẩm là mỹ phẩm ấy, thì các bạn phải biết là mất 3 triệu, có khi gần 3 triệu, hơn 3 triệu thì mới đủ được 200 mb. Thế mà đi bán thì các bạn biết là cái mỹ phẩm của mình ấy, thì có khi như nếu dùng một cái bộ dưỡng da có khi 6-7 tháng thì mới quay lại dùng chứ. Dạ đúng rồi. Đấy, thế cho nên là mà
Dữ liệu không bài rất là khó. Không, thế nên là kể cả kem răng cũng vậy, các bạn bán một tít thôi, các bạn phải để cho người ta dùng 4-5 tháng hết rồi là người ta mới mua lại cho các bạn. Thế thì chẳng thà các bạn dùng cái sản phẩm này, cái sản phẩm mà vừa bảo vệ được sức khỏe cho bản thân này, vừa gì, rất là nhanh chóng là các bạn hoàn thành được 200 BP. Dạ đúng. Đấy. Thế là Liễu khuyên các bạn hãy đi sâu hơn nữa về cái dòng Venet để mà mình rất là nhanh chóng để mình hoàn thành được nhiệm vụ của mình, đó là hoàn thành 200 BP vào ngày đầu tháng, và mình dần dồn, tức là dồn toàn lực vào cái việc công việc hai. Dạ. Đấy là lời khuyên của mình. Dạ vâng. Các anh chị biết rằng là khi mà chị ngồi chia sẻ với các anh chị mà hãy nói vào công việc đó là chị nói rất là mạnh, nói vào chuyên môn mà chị nói rất là mạnh. Thành ra trước khi mà kết thúc cái buổi chia sẻ này á, thì hãy có để ý là các chị coi tay chân của chị nè, đó, thịt da rồi này kia còn hơn tay của Hải, nó chân tay của Hải da còn nhăn nè, 57 tuổi à, mà da thịt của chị nè, không có gì nhão, đúng rồi, chắc lắm, không có bị nhão nha, tại chị tập yoga đó. Chị có tập thể thao à? Có một lời khuyên chị muốn nói với mọi người, đó là các bạn dùng Wellness này, các bạn tập thể thao ấy, có một cái rất hay, đó là cái Wellness của chúng ta này này, nó làm tăng cái hoạt động của cơ bắp đấy, nó còn làm tăng cả cơ với những cái người mà người ta tập thể hình ấy, người ta tập thể hình mà người ta dùng Wellness ấy, thì người ta tăng cái khối lượng cơ ấy, nó tăng nhanh hơn là không dùng Wellness. Đấy. Thế và với Liễu dùng yoga, tập yoga ấy, thì nó lại còn tăng cái độ dẻo dai của cơ. Đấy. Liễu ở cái tuổi 57 nhưng mà Liễu làm được rất nhiều cái động tác dẻo dai so với các bạn yoga cũng là trong cái trường cao đẳng y tế Quảng Ninh luôn. Đó. Thì cảm ơn chị rất là nhiều. Em có một cái sản phẩm mới em gửi tặng cho chị. Thích hương sô cô la hơn không gì? Nên tặng lên chị nè, để chị về chị cảm nhận. Và có một cái điều là chị là người đầu tiên được sở hữu sản phẩm mới của Oriflame. Sản phẩm này chưa có mặt tại thị trường Việt Nam nha các anh chị. Chị cũng xin cảm ơn vợ chồng Nguyễn Hải Châu Hiền đã chị giúp cho chị có một cái cơ hội để cho chị được chia sẻ với mọi người. Thế và chị cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người cũng đã đồng viên và đây là chị cái và... camera đó. vẫn chưa quen nhớ đấy, cứ nhìn xuống dưới bảo xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Liễu.